Hello, chào bạn, chào mừng các bạn trở lại với Juni Supercar Vlog. Hôm nay thì Juni sẽ cùng các bạn đi khám phá 10 chiếc SUV hạng sang tốt nhất trên thị trường hiện nay và dành cho năm 2020. Hiện tại là tháng 3 năm 2020 rồi và chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu 10 chiếc SUV hạng sang và đều là hạng sang cỡ lớn các bạn nhé, dành cho năm 2020. Nếu như một vài thập kỷ trước thì người tiêu dùng chỉ có những cái lựa chọn của dòng xe Land Rover, nhà Land Rover, thì đến nay đã có rất nhiều những sự lựa chọn đáng chú ý đến từ Nhật Bản, Mỹ hay là châu Âu. Các nhà sản xuất ô tô của Mỹ và Nhật Bản hiện tại đã nâng cấp những chiếc xe bình dân cỡ lớn của mình, giúp chúng xa xỉ cao cấp hơn để tăng thêm sự lựa chọn cho giới nhà giàu. Trong khi đó thì các hãng sản xuất xe châu Âu, ví dụ như Đức hay BMW, cũng bắt đầu tung ra những cái sản phẩm cỡ lớn giúp gia tăng sự lựa chọn cho người tiêu dùng cũng như những người là fan hâm mộ của những hãng xe này. Và chúng ta sẽ bắt đầu top 10 này với chiếc Infiniti Quid 80. Chiếc Infiniti Quid 80 này thì đã có mặt thị trường Việt Nam. Và đây là mẫu xe hạng sang đến từ thương hiệu Infiniti. Chiếc này thì được phát triển dựa trên khung gầm xe tải cỡ lớn, sử dụng động cơ V8 5.6 lít. Xe có sở hữu chiều dài hơn 5m và trọng lượng lên đến 3 tấn, hơn 3 tấn các bạn nhé. Chiếc Quid 80 này thì nó đồ sộ không kém gì những chiếc Lynx 570, Cullinan hay là Escalade đến từ Mỹ. Xe có giá bán tiêu chuẩn chưa đến 70.000 USD, trong khi phiên bản Limited cao nhất có giá đến 90.000 đô la. Tại thị trường Việt Nam thì hiện tại thì nó cũng được bán với giá hơn 7 tỷ đồng. Phiên bản Quid 80 Limited mới được ra mắt thị trường cách đây không lâu thì được trang trí với phong cách thủ công rất là ấn tượng, chất liệu bọc da semi-anilai kết hợp với vải nhung và da Alcantara cao cấp, riêng trần xe nhung siêu mịn Ultra Suede. Các ghế ngồi của xe cũng được thêu chỉ màu tương phản. Tạo hình Quid 80 thì được trang bị động cơ V8 5.6 lít công suất là 400 mã lực, mô men xoắn cực đại là 560 Nm và đi kèm hộp số 7 cấp. Hệ dẫn động 4 bánh là tùy chọn các bạn nhé. Ở vị trí thứ 9 là chiếc Lexus LX 570. LX 570 thì quá nỗi quen thuộc với những người tiêu dùng tại thị trường Việt Nam, đặc biệt là giới nhà giàu. LX 570 thì có thân hình đồ sộ, không quá hiện đại nhưng lại rất ít khi lỗi mốt bạn nhé. Mỗi phiên bản của LX 570 thì có tuổi đời lên đến hàng chục năm, thế nên các bạn mua từ đời đầu đến 10 năm sau các bạn vẫn cảm thấy xe của mình như mới, như thế hệ mới luôn. Đây được xem là phiên bản hạng sang của Toyota Land Cruiser, một mẫu xe anh em của Lexus cùng trong gia đình nhà Toyota và cũng đang được bán tại thị trường Việt Nam với giá hơn 4 tỷ đồng. LX 570 phiên bản tại Mỹ thì được trang bị động cơ V8 5.7 lít, dẫn động 4 bánh. Khách hàng có thể lựa chọn hai cấu hình, một là hai hàng ghế hoặc là ba hàng ghế, tương đương với 5 chỗ ngồi và 8 chỗ ngồi. Nội thất bên trong được thiết kế cao cấp theo hướng đặc trưng của hãng xe Nhật Bản, sử dụng thủ công và những chất liệu tự nhiên làm tôn chỉ. Không gian sử dụng không rộng rãi như một chiếc Navigator hay Escalade, tuy nhiên cũng đủ để cho 8 người ngồi trên một hành trình dài. Hệ thống thông tin giải trí với màn hình 12,3 inch, tuy nhiên thiếu chức năng kết nối mà bạn mong đợi ở một mẫu xe có mức giá khá cao. Vị trí thứ 8 thuộc về Lincoln Navigator. Các Lincoln Navigator thì được phát triển dựa trên mẫu Ford Expedition, nhưng thiết kế sang trọng và tiện nghi hơn, giúp nó thoát khỏi cái bóng bình dân của mẫu xe anh em đến từ Ford. Phiên bản mới nhất được loại bỏ động cơ V8 để sử dụng động cơ V6, tuy nhiên công suất cũng lên đến 450 mã lực, tương đương với một chiếc Ford F150 nắp giờ. Cùng với đó là hộp số cũng lên đến 10 cấp, tương tự như người anh em bán tải hiệu suất cao. Đây là động cơ duy nhất có sẵn, nhưng người mua có thể tùy chọn giữa hệ dẫn động cầu sau hoặc là 4 bánh, chiều dài cơ sở tiêu chuẩn và mở rộng cùng 3 biến thể. Có nghĩa là bạn có thể chọn một chiếc Navigator phiên bản trục cơ sở tiêu chuẩn hoặc là phiên bản L. Phiên bản L thì về Việt Nam khá nhiều trong thời gian vừa qua. Đặc biệt cái bản cao cấp nhất là Black Label. Phiên bản Black Label L. Phiên bản Black Label L giá đắt hơn 100.000 USD các bạn nhé. Đây là phiên bản cao cấp nhất của Navigator và cũng là cái phiên bản được đưa về Việt Nam nhiều nhất trong thời gian vừa qua và giá bán là hơn 8 tỷ đồng. Với cái tùy chọn đơn sắc, ví dụ như đen toàn phần thì khách hàng có thể phải bỏ ra 3.400 USD. Vị trí thứ 7 thuộc về chiếc Rolls-Royce Cullinan.
Rolls-Royce Cullinan là một mẫu xe được phát triển để có thể vượt qua mọi địa hình, một chiếc gầm cao dựa trên Phantom 8 và thậm chí nó còn lớn hơn về mặt kích thước chiều dài so với người anh em sedan của mình. Cullinan thì sở hữu thiết kế cửa dạng vỏ sò, đóng mở tự động thông qua cử động chạm hoặc là vuốt các bạn nhé. Động cơ V12 6.75 lít thì có công suất tối đa là 563 mã lực trên phiên bản tiêu chuẩn, trong khi phiên bản Black Base mới ra mắt thì có công suất lên đến 592 mã lực, tương đương khoảng 600 PS. Giá bắt đầu từ 1,3 triệu đô la, tương đương khoảng 333.000 USD, đó là giá bán tiêu chuẩn. Và hầu hết mọi khía cạnh đều có thể tùy chỉnh theo ý thích của khách hàng, đó là trang bị Bedbox đó các bạn. Bedbox thì là quá nổi tiếng của Rolls-Royce rồi. Một loạt các tùy chọn bao gồm tất cả mọi thứ từ thảm sàn lam Bruce cho đến bầu trời sao hàng nghìn bóng LED, từ ghế bọc da đặc biệt cho đến trang trí mui xe bằng bạc, mạ vàng hoặc kể cả bằng sợi carbon trên phiên bản Black Base. Vị trí thứ 6 là thuộc về mẫu xe Bentley Bentayga, chiếc SUV nhanh nhất thế giới thời điểm hiện tại. Danh hiệu này thì từng bị Lamborghini Urus lấy đi. Tuy nhiên thì rất nhanh chóng sau đó, Bentley đã ra mắt phiên bản Bentley Bentayga Speed, vượt qua tốc độ tối đa của Urus để trở thành chiếc SUV nhanh nhất thế giới thời điểm hiện tại. Người mua tại Hoa Kỳ cũng có nhiều phiên bản để lựa chọn, ví dụ như Hybrid V8 hoặc là động cơ V8, động cơ V12. Bố trí nội thất thì cũng có 4 chỗ ngồi hoặc là 5 hoặc là lên đến 7 chỗ ngồi, một chiếc SUV 7 chỗ ngồi. Ngoài ra cũng như Rolls-Royce thì Bentley cũng đưa ra hàng loạt những trang bị cá nhân hóa vô tận để quên đi mức giá tiêu chuẩn 167.725 USD, và đưa giá trị của xe cũng có thể lên đến hàng nửa triệu USD nếu bạn muốn. Vị trí thứ 5 thuộc về một mẫu xe của Mercedes-Benz, đó là chiếc G550 được bán tại thị trường Mỹ. G550 phiên bản tiêu chuẩn thì có mức giá khá là dễ chịu, 131.895 USD, nhưng vẫn cao hơn giá cơ sở bất kỳ chiếc Mercedes-Benz nào đang bán tại Mỹ thời điểm hiện tại. Nhưng với giá đó thì bạn nhận được rất nhiều thứ từ chiếc SUV mạnh mẽ này. Động cơ trên G550 cung cấp sức mạnh lên đến 420 mã lực, mất 5,6 giây để có thể đạt tốc độ 9,6 km/h. Những trang bị tùy chọn cao cấp trên G550 bao gồm ghế trước massage với chức năng thông gió, bọc da nappa, màn hình đo kỹ thuật số kết hợp với màn hình giải trí 12,3 inch tiêu chuẩn, kết hợp 12,3 inch tiêu chuẩn có thể tương thích Apple CarPlay hoặc là Android Auto. Hệ thống âm thanh là của Boomaster 15 loa. Giải trí cho hàng ghế sau cũng được trang bị khá đầy đủ, bao gồm cả điểm truy cập Wi-Fi tiêu chuẩn. Vị trí thứ 4 tiếp tục thuộc về một chiếc Mercedes-Benz G-Class, nhưng lần này là phiên bản hiệu suất cao, G63 AMG. Mercedes-Benz AMG G63 là phiên bản đầu bảng của G-Class thời điểm hiện tại, bởi vì phiên bản G65 đời mới vẫn chưa được ra mắt. Xe được trang bị động cơ V8 4.0 lít twin turbo, sản sinh công suất tối đa lên đến 577 mã lực, đưa chiếc SUV này tăng tốc từ 0 lên đến 96 km/h trong chưa đầy 4 giây, một khả năng tăng tốc cực kỳ ấn tượng luôn các bạn nhé. Xe thì có mức giá khá cao, 157.445 USD từ Mỹ, nhưng G63 đời mới thì được trang bị tốt hơn với bộ giảm chấn thích ứng, kiểm soát khí hậu 3 vùng và ghế có chức năng sưởi. Riêng cái bộ giảm chấn thích ứng thì giúp xe trải nghiệm êm ái hơn rất rất nhiều so với thế hệ cũ các bạn nhé. Vị trí thứ 3 thuộc về mẫu Land Rover. Rất nhiều những đối thủ đầy thách thức xuất hiện, nhưng Land Rover huyền thoại vẫn tiếp tục chiến đấu bằng khả năng off-road huyền thoại, mức độ sang trọng cao cấp và một loạt các tùy chọn đáng kinh ngạc. Khách hàng có thể tùy chọn một trong hai chiều dài trên cơ sở, tối đa 6 tùy chọn động cơ bao gồm V8 siêu nặng, hệ chuyển động hybrid cắm điện. Giá khởi điểm cho một chiếc Land Rover là 92.195 đô la, nhưng bạn cũng có thể chi gấp đôi số tiền đó để sở hữu một chiếc SV Autobiography Dynamic trục cơ sở ngắn, trong khi phiên bản SV Autobiography trục cơ sở dài thì có giá bán lên đến 210.795 USD, với ghế massage bằng đá nóng, thảm sàn mùa hè và tủ lạnh là sự sang trọng đỉnh cao của Land Rover. Vị trí thứ 2 tiếp tục thuộc về sở hữu của Mercedes-Benz, đó là chiếc GLS Class.
Mercedes-Benz GLS Class thì sở hữu một cabin rộng rãi, hàng ghế thứ ba có không gian lớn hơn cũng như được trang bị đầy ắp những công nghệ mới nhất, ví dụ như công nghệ E-Active Body Control giúp cho chiếc xe này có thể nhảy múa cực kỳ là điệu nghệ đấy. GLS 2020 thì có sẵn các lựa chọn động cơ 6 xi lanh hoặc 8 xi lanh, tất cả đều được trang bị công nghệ tăng áp và hỗ trợ điện. Đứng đầu là hai lựa chọn thiên về hai hướng khác nhau. Đầu tiên là AMG GLS 63 với sức mạnh lên đến 603 mã lực. Trong khi phiên bản Maybach GLS 600 sang trọng thì bỏ qua hàng ghế thứ ba để tạo nên một không gian đẳng cấp tiện nghi rộng rãi cho chủ nhân. Giá bán tiêu chuẩn của Mercedes-Benz GLS Class 2020 tại Mỹ chỉ là 76.945 USD. Tuy nhiên với phiên bản Maybach thì nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Một trong những lựa chọn mới nhất trong phân khúc này chính là BMW X7, và mẫu xe này chính là chiếc SUV hạng sang tốt nhất trên thị trường thế giới năm 2020. Theo đánh giá của CarAndDrive của Mỹ, phiên bản tiêu chuẩn X-Driver 40i có giá bán khởi điểm từ 75.000 đô la. Mỗi phiên bản đều đi kèm với hệ thống treo khi nén thích ứng, dẫn động 4 bánh và hộp số tự động 8 cấp. Những người khao khát nhiều sức mạnh hơn có thể lựa chọn phiên bản động cơ V8 X-Driver 50i, sử dụng động cơ 4.4 lít, đang áp kép sản sinh công suất tối đa 455 mã lực. Tuy nhiên, nếu như từng đó vẫn chưa làm hài lòng các bạn thì các bạn sẽ chọn phiên bản hiệu suất cao M50i sở hữu công suất lên đến 523 mã lực. Mẫu SUV 3 hàng ghế mới nhất của BMW là đối trọng trực tiếp của GLS. Mẫu xe được xếp ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng này. Như vậy thì chúng ta vừa đi qua 10 chiếc SUV hạng sang tốt nhất cho năm 2020 do tạp chí CarAndDrive của Mỹ bình chọn. Các bạn yêu thích chiếc SUV nào trong số 10 chiếc SUV mình vừa điểm danh kể trên, các bạn có thể comment phía dưới nhé. Và có lẽ mình sẽ kết thúc cái video từ đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video mới nhất về siêu xe và xe sang. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ like and subscribe kênh nhé.